Không khí bỗng trở nên lạ thường, làm cho Tiêu Viêm cũng mở mắt ra, ngẩng đầu đem ánh mắt ném về hướng đoàn người kia, đôi lông mày không khỏi hơi hơi cau lại. Đầu lĩnh cẩn thận một chút, tên kia chính là thủ lĩnh của Bạch Bang, Bạch Chính. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, A Thái sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói: "Được rồi." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vung tay lên trên, mấy chục thành viên của bàn môn đang ngồi xếp bằng trên đất, bá một tiếng, liền đứng lên trên cực kỳ chỉnh tề, từng đạo ánh mắt ngắt gao nhìn chằm chằm đám người Bạch Chính đang chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời, ở phía ngoài cửa Thiên Phần Luyện Khí Tháp lúc này, không khí thoáng trở lên trên một chút căng thẳng. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Bạch Trình cùng một đám người chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt trước tiên đảo qua người đám khí thế không kém Thân Sinh, cuối cùng dừng lại trên mặt bốn người Tiêu Viêm. Ánh mắt cùng tướng mạo vị này của Bạch Sơn có vài phần giống nhau, Tiêu Viêm vẫn không bởi vì đối phương phát ra khí thế mạnh mẽ mà có điểm né tránh. Một đôi con người bình tĩnh không nổi gợn sóng. Nhìn hai phương nhân mã đối mặt, đám người xung quanh an tĩnh xuống rất nhiều, trong ánh mắt họ tràn ngầm các loại cảm xúc. Ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Thường nghe Bạch Sơn nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên khí thế bất phàm. Cùng với Tiêu Viêm nhìn nhau trong chốc lát, khuôn mặt hơi có một chút âm trầm của Bạch Trình bỗng nhiên cười, lại hướng về phía Tiêu Viêm đưa tay ra. Khóe mắt híp lá nhìn cử động của Bạch Trình, nét âm trầm ẩn ở trong ánh mắt đối phương cũng bị thu vào mắt, Tiêu Viêm khẽ cười cười. Trước ánh mắt chăm chú của chúng nhân, vươn tay ra cùng với Bạch Trình bắt tay nhau, hai tay bắt tay, ý cười trên mặt của Bạch Trình chợt thu lại. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ cơ thể của hắn tạo dùng đi xa, đem áo bào đám người chung quanh chấn bay lất phất. Một ít người lực lượng hơi yếu, thân thể không thể nào đứng thẳng phải lùi về phía sau một bước, mà chỗ Bạch Trình cùng với Tiêu Viêm nắm tay nhau cũng trong nháy mắt đó bị đấu khí nồng đặc bao trùm. Cảm thu được lực lượng cùng với đau đớn trên bàn tay gia tăng mãnh liệt, sắc mặt của Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Trong khi đấu khí vận chuyển trong cơ thể, một luồng thanh sắc hỏa diễm được xảy ra, cuối cùng dọc theo kinh mạch bay nhanh xuống tới chỗ bàn tay. Song chính khi ngọn lửa sắp ra khỏi thân thể, Bạch Trình kia nhiều trước cũng có điều cảm ứng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Ngón giữa có một chút uốn lượn, chợt lấy một độ cong cực lớn, điểm mạnh vào lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Trong lòng bàn tay truyền đến ám kình làm cho Tiêu Viêm cánh tay run lên, song khuôn mặt lại vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Trình đối diện. Một kinh trúng địch, Bạch Trình thừa dịp bàn tay của Tiêu Viêm chết lặng nhanh như chớp rút tay về. Ánh mắt lạnh như băng của Bạch Trình liền chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy. Ngón tay của Tiêu Viêm khẽ búng, thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ từ đầu ngón tay bạo bắn ra, rất nhanh truy kích bàn tay của Bạch Trình đang rút về. Liếc nhìn ngọn lửa nóng chảy đang bay từ nhanh tới, đồng tử của Bạch Trình hơi co lại. Tại lòng bàn tay, đấu khí tuôn ra cuồn cuộn, cũng hóa thân thành một vòng trường nửa thước lồng ánh sáng đấu khí, đem ngọn lửa kia bao vây ở bên trong, sau đó nhanh chóng rút tay ra. Bạo! Môi khẽ nhúc nhích, âm thanh trầm thấp từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra. Âm một tiếng, theo âm thanh kia, lồng ánh sáng đấu khí đang bao quanh thành sắc hỏa diễm, mạnh mẽ run rẩy một chân, một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, âm âm nổ tung ra đến, một cỗ ngọn lửa ba động không kém, đện thật mạnh bên trên lồng ánh sáng, bao tạc mạnh bên trên lồng ánh sáng như là hòn sỏi đáp vào trong mặt áo vậy. Như thế chỉ là chốc lát thời gian, lồng ánh sáng đấu khí do Bạch Trình tạo ra trong lúc vội vàng không chịu nổi gánh nặng, thanh thủy vỡ tan ra. Ngọn lửa mặc dù đem lồng ánh sáng đấu khí tạc nổ, nhưng cũng hết năng lượng hóa thành một trận sóng lửa khuếch tán ra, sau đó là chậm rãi tiêu tán đi. Bạch Trình, định ngươi làm gì? Lần này hai người giao phóng mịt mờ mà lại màu lẻ, đến thời điểm sóng lửa lan ra mọi người mới kịp phản ứng, bây giờ mới hiểu ra, trong lúc điện quang hóa thạch, hai người cơ nhiên ầm ầm giao thủ một hồi, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Gia nóng chảy là trầm xuống, đầu tiên quát lạnh nói, theo tiếng quát của Hồ Gia, Ngô Hạo cùng với bốn người mười sành tân sinh cũng đều tức giận, nhất tề tiến lên từng bước, lời giải thích không vừa ý là muốn đánh một trận. Ha ha, cần gì vội vã như vậy, chỉ là cùng với Tiêu Viêm liền đệ luận bàn một chút mà thôi. Ở nội viện nói chuyện này có gì là kỳ lạ? Bạch Trình vỗ vỗ cổ tay áo, thản nhiên cười nói. Xin khuyên một câu, nếu đi vào nội viện như vậy tốt nhất dựa theo quy củ của nội viện mà làm việc, bằng không kết quả là chỉ tự rước thấy lấy nhục. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, ý nhìn này của hắn không cần nói cũng biết, lần giao phong trước Tiêu Viêm vẫn chưa tạo thành thương tổn gì với hắn, nhưng hắn lại cấp cho Tiêu Viêm một quyền mạnh, mặc dù đây đã là có một chút yếu tố ám toàn, nhưng dù sao cũng là chiếm phần hơn, bởi vậy trong lúc nói chuyện, không khỏi hơi có một chút đắc ý tươi cười. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, đối với đám người Ngô Hạo vật vật tay, bảo bọn hắn không nên xúc động. Bàn tay còn lại thu hồi vào trong tay áo, trong lúc tiến vào, bàn tay không nhịn được run rẩy vài cái. Một quyền trước của Bạch Trình, lực lượng cũng không yếu, sợ rằng cánh tay kia vài ngày cũng không thể nhúc nhích.
Mặc dù tiếp xúc với Bạch Trình vài giây thời gian, nhưng chính là từ thời gian ra tay cùng với tính toán xem ra, người này so với Bạch Sơn còn muốn âm trầm hơn, rõ ràng lực lượng so với chính mình mạnh mẽ hơn, mà vẫn áp dụng phương thức ám toàn. Làm như vậy, tuy có làm kẻ khác coi thường nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Trong lòng hiện lên trên một đạo ý niệm, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Bạch Trình phía đối diện, một lát sau trên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện một chút nhàn nhạt tươi cười nhẹ giọng nói. Bạch Trình học trường không hổ danh là cường bảng cao thủ, hôm nay một quyền này Tiêu Viêm tài nghệ không bằng người, trong lòng nhớ kỹ nhưng ngày sau xin học trường hãy thu hồi. Nhìn nét cười thản nhiên trên mặt của Tiêu Viêm, lông mày của Bạch Trình không nhịn được hơi nhíu mào, trình độ áp chế của đối phương có chút ngoài sự liệu của hắn, đắc ý chậm rãi tiêu tán, âm thanh trầm thấp nói. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó, ta Bạch Trình tùy thời xin đợi, ngươi làm cho phó ngào hạ mũ, làm cho Bạch Bàng nửa năm không được đụng đến mọi người, có điều nửa năm sau cũng là lúc bản môn giải tán. Vẫn là câu nói kia, nội viện có quy củ của nội viện, mặc kệ bên ngoài có thân phận gì, tiềm lực như thế nào không có thực lực, phải cúi mình nhưng mà người không có thực lực lại dám kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục, Bạch Trình cửa lạnh nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm bị Bạch Trình tùy ý rách cứu như vậy trước công chúng, Huân Nhi ở bên cánh trong con người linh động, mơ hồ là có ngọn lửa màu vàng ẩn hiện, trong ngọn lửa mơ hồ là có chút sát ý. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, con người màu đen cũng xẹt qua chút hàn ý, đột nhiên tay phải vươn ra, đem Ngô Hạo bên cạnh sắc mặt âm trầm. Cả người đã bị huyết sắc đấu khí lượn lờ bị đè xuống, khẽ lắc lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm nói. Không nên hành động theo cảm tính, sau này tính sau. Bị Tiêu Viêm cản lại, Ngô Hạo hơi chần chờ, sau đó gật đầu lui trở về. Hắn rõ ràng, lấy lực lượng bọn họ bây giờ rất khó, cùng với Bạch Trình thân là lục tinh đấu linh cường giả khiêu chiến. Nhìn đám người Tiêu Viêm không nói được một lời nào, Bạch Trình lúc này mới có thể cười lạnh một tiếng. Người khác không bản lĩnh kiêu ngạo chính là tự sức lấy nhục, vậy Bạch Trình người không bản lĩnh có hay không cũng là như thế. Ngay lúc Bạch Trình chuẩn bị nghênh ngang đích xác lui về, đột nhiên có một âm thanh trong trèo nhưng lạnh lùng từ trong đám người truyền ra, mà nghe được âm thanh này cũng không xa lạ. Bạch Trình khuôn mặt khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Nguyệt ngươi nhiều chuyện quá, việc người khác làm gì. Trong đám người đột nhiên tách ra lối nhỏ, chất 7-8 đạo thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển từ từ đi vào, từng làn gió thơm tràn đến bao quanh những người đứng xem mà đầu lĩnh là người Tiêu Viêm đã từng gặp một lần trước đó, Hàn Nguyệt. Mấy nữ tử ở phía sau Hàn Nguyệt đều mặc trang phục giống nhau, ngực của bọn họ đều đeo huy chương hình trăng lưỡi liềm, đều cùng thuộc một thế lực. Những nữ tử này mặc dù dung mạo không bằng Hàn Nguyệt, nhưng tất cả tụ tập lại một chỗ cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong nội viện nam nhân chiếm 2/3 nhân số, vì vậy nữ tử đặc biệt nữ sinh không thể nào nghi ngờ được hoan nghênh nhất. Hàn Nguyệt đám người vừa hiện thân, không khí xung quanh nhất thời nóng bỏng hơn rất nhiều, tiếng nói thì thầm rì rầm vang lên không ngừng. Chỉ là nhìn ngươi ỷ vào thân phận khi dễ một đám tân sinh có chút chướng mắt mà thôi. Nếu có bản lĩnh, đi tìm Lâm Tú Nhai, nghiêm hạ bọn họ mà uy phong đùa dẫn đi. Gương mặt của Hàn Nguyệt vẫn là bằng sơn như vậy, lãnh đạm. Một cái thắt lưng sáng loáng cùng với mái tóc bạc phối hợp với chiếc váy dài màu trắng bạc. Phong thái này, nữ tử ở đây cũng chỉ có Huân Nhi cùng với Hồ Gia có thể cùng so sánh. Ngươi, khuôn mặt có chút giận dữ, Bạch Trình khóe miệng cũng run rẩy một chút, Lâm Tú Nhai cùng với Nghiêm Hạo kia đều là danh liệt cường bảng thập đại cao thủ, thực lực tại đấu linh đỉnh, dưới trướng lực lượng cũng là ở nội viện top 5, bằng hắn thì là sao dám chạy tới trước mặt bọn họ uy phong vu đùa. Có điều mặc dù lòng có tức giận, nhưng hắn cũng không dám đối với Hàn Nguyệt quá mức làm cảnh. Đối với đối phương bất luận thực lực cùng với thế lực cũng không kém gì hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể ánh mắt âm trầm liếc một cái, âm thanh hơi có chút trầm chọc nói, nếu như Bạch Sơn nói không sai, người nữ nhân đích xác là người khác hâm mộ. Nửa năm sau, chính ta đang muốn nhìn xem người lấy cớ gì nữa, cười lạnh một tiếng, Bạch Trình vung tay lên, cả bọn đi đến cửa của Thiên Phần Khí Tháp. Nửa năm sau, Bạch Bàng giải tán. Thoáng chút Bạch Trình đi qua người, Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi nhẹ giọng nói. Cước bộ ngừng lại một chút, Bạch Trình ánh mắt mang theo vài phần chiều tức cùng với trào phúng nhìn Tiêu Viêm nói. Ta chờ ngươi, chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng lại trốn sau lưng nữ nhân là tốt rồi. Nói xong vung tay áo lên, cả bọn ly khai khỏi tháp. Nhìn đám người Bạch Trình rời đi, những người chờ xem náo nhiệt không khỏi có một chút thất vọng lắc đầu. Hàn Nguyệt chậm rãi đi với Tiêu Viêm, bị chế nhạo nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ nhàng thở ra một hơi thấp giọng nói. Hôm qua mới bảo người lúc chưa đủ lực lượng, tất lực ẩn nhẫn, kết quả hôm nay liền tìm phiền toái. Nhưng không trách ta được, người khác tìm tới cửa cũng không thể nào làm như không nhìn thấy. Tiêu Viêm cười nhún vai, chợt đối với Hàn Nguyệt chắp tay nói. Đa tạ hôm nay Hàn Nguyệt học tỷ thay bản môn ta ra mặt, ngày sau nếu có việc cần hỗ trợ Tiêu Viêm chắc chắn sẽ dốc sức.
Loại sự tình này ngày sau hãy nói đi, ngươi bây giờ không giúp ta được cái gì. Hàn Nguyệt lắc lắc đầu nói trắng xa, làm cho Tiêu Viêm bật đắc dĩ cười. Mở tháp. Ngay lúc Tiêu Viêm đem Huân Nhi bốn người giới thiệu cho Hàn Nguyệt làm quen, một âm thanh xà núa đột nhiên vang vọng bốn phương, lập tức tất cả âm thanh náo động đều lắng xuống, cánh cửa tháp chậm rãi được mở ra. Nhìn cửa tháp dần dần mở ra, đám đông bất chợt xôn xao hẳn lên. Tiêu Viêm lúc này cũng đành tạm dừng giới thiệu, thi lễ với Hàn Nguyệt, sau đó nhìn khe cửa đang dần rộng mở. Đợi đại môn sau khi hoàn toàn rộng mở, đám người ở ngoài mạnh mẽ chen chúc nhau mà vào, giống như là một cơn thủy triều ồ ạt chen chúc bên trong đám người. Bọn người Tiêu Viêm cũng tranh thủ ùa vào theo dòng người, giống như ong vỗ tổ tràn vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Sau khi vào tới bên trong tháp, bởi vì không cùng Lộ Tuyến nên liền dẫn theo mấy nữ tử hướng Tiêu Viêm từ biệt. Trong lúc chạy đi còn dặn hắn chú ý nhiều hơn đến điều động tĩnh của Bạch Bang. Tiêu Viêm lúc này rất hiểu ý tốt của Hàn Nguyệt, nhìn bóng dáng của bọn họ dần biến mất trong tầm mắt, hắn lúc này mới hướng về phía đám người bàn môn. Trước khi tiến nhập vào trong tháp, hắn đã thông báo cho mọi người biết phải thật cẩn thận với việc lần đầu tiên đi bị nhập hỏa. Hơn nữa hắn còn là chỉ dẫn chính xác cách giải hóa giải tâm hỏa. Chính vì thế, mặc dù hiện tại cả đám người tân sinh toàn thân cứng ngắc, hai mắt nhắm lại, sắc mặt dần dần chuyển hồng, nhưng là vẫn chưa có hiện tượng quá khích xuất hiện. Chờ đợi khoảng 2 phút sau, Huân Nhi là người đầu tiên mở mắt, trên khuôn mặt của bất mãn xuất hiện ra hào quang mờ nhạt, hiển nhiên thu hoạch sau khi chống đỡ tâm hỏa góp phần không nhỏ giúp rèn luyện đấu khí. Mà đối với tốc độ nhanh như vậy lại làm cho Tiêu Viêm phải kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng chính vì đã biết phương pháp hóa giải tâm hỏa trong đầu lần đầu tiên bị nhập hóa, nên cũng là tự nhiên mất đi hiệu quả kiểm tra. Tất nhiên việc kiên trì càng lâu thì càng đạt tiêu chuẩn xuất sắc, nếu không thì cũng chỉ là vô dụng. Hiện tại lúc này chính là chờ xem người nào lấy tốc độ nhanh lấy đem luồng tâm hỏa bên trong phát huy ra, đem lại hiệu quả cho việc rèn luyện đấu khí. Chính vì thế tốc độ của Huân Nhi không khỏi khiến cho Tiêu Viêm giật mình. Kế tiếp sau Huân Nhi, không ngoài dự kiến là Hổ Gia, tiếp sau là mọi người trong bàn môn dẫn tỉnh lại. Mặc dù thời gian thức tỉnh không đồng nhất, nhưng từ sắc mặt của mọi người rõ ràng tại trong lũ tâm hỏa thiêu đốt bên trong, cơ thể liền là thu được hiệu quả cao hơn so với mong đợi. Xem ra vẫn lạc tâm viêm đối với tu luyện quả thật có trợ giúp rất lớn. Thiên phần luyện khí tháp quả nhiên có chút kỳ diệu, khó trách mấy tên mà cô tiến triển nhanh như vậy bên trong nội viện, nguyên nhân là dựa vào nó. Trên gương mặt của Huân Nhi thoáng có nét sợ hãi than thở, tuy là ở ngoài mặc sợ hãi như vậy, nhưng là người ngoài khó có thể biết được trong lời nói còn có ý khác. Tu luyện tại lời này, quả thân có thể làm tăng hiệu quả nhưng lại là không hao tổn công sức như trước. Hồ Gia tại thêm một bên gật đầu nói, tu luyện tại thiên phần luyện khí tháp chưa đầy một năm, ta liền có thể đi vào đấu linh cấp bậc. Mặt khác, thành viên bàn môn cũng là vui sướng hiện ra mặt, xem bộ dạng vội vàng của bọn hắn thật sự hận không thể nào ngay lập tức tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện. Vị này hẳn là Tiêu Viêm đồng học. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị mang theo mọi người đi tìm phòng tu luyện, bỗng nhiên một trung niên nhân bước nhanh về phía bọn họ, hướng về Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói: "Đệ tử chính là Tiêu Viêm,